Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Radio trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em lại tiếp tục lên sóng cho toàn thể các bác, đó là dòng sản phẩm của Vang Số X5. Và em cũng nói luôn là với dòng sản phẩm Vang Số thì cần phải có kỹ thuật làm tốt thì mới làm chủ được con Vang Số và gửi đến những người khách hàng mới hay được các bác nhá. Nếu mà mình không biết kỹ thuật thì chắc chắn em tin rằng là một con Vang Số có hay đến mấy, có nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng không bằng một chiếc vang cơ. Và người dân sử dụng vang số thì cũng phải hiểu cơ bản một chút. Thì bên cả bên em cũng đã làm rất nhiều các cái video để hướng dẫn cho anh em hiểu được thế nào là echo, hiểu được thế nào nó là revert và hiểu được trên giải equalizer của đường mic và đường nhạc. Các bác phân biệt đâu nó là giải bass và đâu nó là giải trung và đâu nó là giải tép thì bên cả hàng bên em cũng đã hướng dẫn rồi. Và các bác nếu cần hỗ trợ kỹ thuật thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đã ghim ở đầu bài các bác nhá. Thì các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em Huyền Audio một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng kênh ủng hộ kênh của anh em. Và bây giờ em thử test cho toàn thể các bác nghe, đúng không ạ? Test cho toàn thể các bác nghe về cái chất lượng sản phẩm của Vang Số X5 này nó có hay hay không, như lời em nói hay không. Và hiện tại là bên cả bên em đang thu âm trực tiếp bằng máy điện thoại các bác nhá. Cho nên là nghe tiếng đã từ điện thoại nó đã hay rồi thì chẳng có lý do gì các bác hát ở ngoài nó không hay cả, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ em sẽ cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về chiếc vàng này. Ok các bác nhá. Sáu, bảy, một, hai, bốn, năm, năm, chín, mười, hên, sáu, hên, một, hai, hên, sáu. Các bác nghe rất hay nha con nhá. Sáu, bảy, một, hai, chín, mười. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che lắng ban trưa, lấy con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mưa, mái trường vì ấu thơ và lấy căn nhà vắng làm cạnh nhau nghe đêm mưa. Đó, đó là cái chiếc vang số X5 và khi bên cả bên em test thử cho toàn thể anh em nghe với cái chất lượng cũng như là cái sản phẩm mà bên cả hàng bên em đang muốn nói tới. Thì với dòng sản phẩm Vang Số X5 này nó có cái hạn chế là ở phía đằng sau nó không có đường cắm mic, và ở phía đằng trước thì nó có 3 đường cắm mic cho toàn thể các bác. Và trên màn hình LED này thì nó thể hiện tất cả các thông số Music Mic và Effect, và các bác có thể căn chỉnh và các bác có thể bấm từng nút ở trên này. Các bác có thể điều khiển được chiếc vang số này và các bác có thể xoay đổi thay xoay control các bác nhá. Thì cũng có rất nhiều anh em trên thị trường cũng đang bán rồi, nhưng mà các bác phải lên nhớ là chọn một cái cửa hàng nào thật sự là uy tín để các bác mua sản phẩm vang số. Nếu không có kỹ thuật thì em dám cam kết với toàn thể các bác là không bằng một con vang cơ, thà các bác chơi con vang cơ, đúng không ạ? Và cái giá hôm nay thì bên cả bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với giá cực kỳ là tốt thôi, rất là rẻ. Thì các bác đi qua một lần nữa thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em Huyền Audio một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng kênh của bên em. Với dòng sản phẩm của Vang Số X5 này thì bao giờ họ cũng sử dụng chip Alok Device 21375 thương hiệu của Mỹ. Và với dòng sản phẩm Vang Số X5 này bao giờ nó cũng được hai nguồn. Và các bác nhìn trên mên vỉ đúng không ạ? Hai hàng tụ dài và một vỉ chống hú rất là cao cấp. Và tụ
không ạ? 3 tụ. Đấy. Với một chip đặc biệt là chip giải mã AKM các bác nhá. Nhìn với dòng sản phẩm vang số X5 của bên cửa hàng bên em thì luôn luôn là các cái dòng sản phẩm vang X5 hàng tuyển chọn các bác nhá. Bên trong rất là đẹp, các bác yên tâm luôn. Sử dụng vang số X5 thì cũng có nhiều các bác là bảo là lỗi, nhưng mà lỗi là do các bác tham rẻ thôi các bác ạ. Đấy, nếu mà hàng chất lượng, hàng đẹp thì không bao giờ nó bị lỗi đâu. Đó, thì cũng có đơn vị người ta chỉ bán là 2 triệu một con, 2 triệu mốt một con, thì nói thật sự các bác là không bao giờ tốt cả, đúng không ạ? Người ta bảo tiền nào thì của đó. Cho nên là anh em là những người thông thái, là những người sử dụng, thì các bác phải hiểu được về cái chất lượng của vang, đúng không ạ? Một con vang đẹp thì giá nó nhỉnh hơn một vài trăm. Một cửa hàng làm tốt kỹ thuật chắc chắn nó sẽ phải cao hơn 100. Đấy, các bác đừng nên tham rẻ quá rồi đến khi các bác ôm hận, đúng không ạ? Em nói thật luôn, đây nó là cái tâm sự và cũng như là cái chia sẻ của cửa hàng bên em đối với tất cả anh em. Cho nên là anh em làm sao các bác mua hàng, các bác chọn đúng chỗ cửa hàng uy tín để các bác mua. Thì với dòng sản phẩm vang số X5 này thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với giá là 2.400.000, có giảm so với trước là 100.000. Đấy. Thì bác nào mua thì có thể gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em hoặc nhắn tin địa chỉ qua bên em thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho anh em. Và nên nhớ anh em vui vẻ hoan hỉ đặt cọc cho em. Đấy, cho anh em đỡ phải thế nọ thế kia. Đấy, đó là cái sự uy tín và cửa hàng bên em. Thì anh em mua hàng bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Rồi kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.